Nhà đất Bình Phước Quốc Hương xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư nha. Và hiện tại em đang di chuyển trên đường quốc lộ 13 và đang quẹo vào cổng chào của trung tâm thương mại của huyện Bù Đốp nha quý cô chú anh chị. Và trục đường này thì quý cô chú anh chị cũng biết ha, là trục chính trung tâm thương mại thì cái giá đất năm ngoái là hơn 100 triệu một mét luôn quý cô chú anh chị ha. Và nhà cửa hai bên đường ở đây thì khá là đông đúc luôn. Và đất của mình thì cách trung tâm thương mại thì chỉ khoảng là 1,8 km thôi quý cô chú anh chị ha. Và lô đất của mình thì với giá cực rẻ luôn. Và cách đường quốc lộ cũng khoảng là 1,8 km thôi. Và lô đất của mình thì thuộc trục chính của trung tâm thương mại mà giá chỉ có là 715 triệu cho lô đất 10m dài 42m và có sẵn 100 thổ cư cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Thì nếu quý cô chú anh chị có thời gian thì nén lại chút ít thời gian theo dõi hết video hôm nay em quay nha. Dạ thì hiện tại em đã có mặt tại lô đất rồi nha quý cô chú anh chị. Và trước khi quay vào trong lô đất của mình ngày hôm nay thì em sẽ quay con đường đi của mình ha, và nhà cửa xung quanh cho quý cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Dạ thì cái hướng điện thoại em đang quay đây ha, là hướng di chuyển ra cổng chào của trung tâm thương mại của huyện Bù Đốp nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí em đang đứng đây di chuyển ra trung tâm thương mại của huyện Bù Đốp là khoảng 1,8 km thôi ha. Và di chuyển qua trường cấp 3 của xã, trường cấp 3 của huyện Bù Đốp mình, trường cấp 3 của thị trấn nha quý cô chú anh chị, thì khoảng là 1,7 km thôi ha. Và quý cô chú anh chị cũng thấy là hành lang lộ giới ở đây là 9m nha quý cô chú anh chị. Đường nhựa của mình là đây là gọi là trục chính của trung tâm thương mại ha. Và cái trục này làm năm ngoái là giá là hơn 100 triệu một mét đó quý cô chú anh chị ha. Và ở đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy là dân cư khá là đông đúc luôn. Và từ ngoài đầu đường em quay vào trong này thì quý cô chú anh chị cũng thấy nhà cửa dân cư là san sát nhau luôn ha. Và cái hướng ngược lại của mình đây ha, thì là hướng di chuyển qua trung đoàn 77 nha quý cô chú anh chị. Và có thể là di chuyển vào trong nói chung là đường này là đường nhựa liên xã ha, liên thôn luôn, có thể di chuyển qua được thôn 1 của xã Thiện Hưng ha. Và quý cô chú anh chị cũng thấy là ở đây là có cáp điện wifi đầy đủ nè, có đèn đường thắp sáng luôn ha. Đây đèn đường này quý cô chú anh chị ha, thấy rất là rõ luôn. Và hôm nay thì em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất có giá nói chung là rất là rẻ luôn quý cô chú anh chị, chủ bán lỗ hơn 50% so với giá mua ha. Thì quý cô chú anh chị nếu có thời gian thì em kính mong quý cô chú anh chị nán lại một chút và xem hết video ngày hôm nay em quay nha. Dạ thì lô đất của mình là ngay trước mặt em đây luôn quý cô chú anh chị ha. Và hôm nay chủ gửi em bán một lô đất là được 10,5m mặt tiền này nè quý cô chú anh chị ha. 10,5m mặt tiền trục chính trung tâm thương mại. Dài một cạnh phía bên này là 42m ha. Và một cạnh phía bên kia là 44m. Và cái hậu của mình là được 10,6m nha quý cô chú anh chị. Và có sẵn 100 thổ cư cho mình luôn ha. Và tổng diện tích lô đất của mình là 425,1m2. Và hôm nay thì chủ gửi em bán chỉ với giá là 715 triệu thôi quý cô chú anh chị ha. 715 triệu bao sổ sách cho mình luôn. Và lúc quý cô chú anh chị mình lên mua và có yêu cầu chủ nhà, người ta sẽ đo ranh cắm móc lại cho mình. Thì bên chủ nhà sẽ mời địa chính vào và đo ranh cắm móc lại 4 móc cho mình. Thì lúc đó mình biết chính xác được cái ranh móc của mình là ngay tại đâu ha. Thì hiện tại thì chủ nhà chị em là cái ranh là từ sát bên cái cọc này nè quý cô chú anh chị ha. Từ cái cọc này tính qua cái cọc phía bên này là 10,5m. Thì quý cô chú anh chị cũng yên tâm, thì cái lúc lên mua chủ nhà sẽ đo lại cho mình nên nói chung là đủ đất, đủ diện tích cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Thì em đã vào trong cái lô đất này quý cô chú anh chị. Lô đất của mình hiện tại thì khá là bằng phẳng luôn ha. Và đất của mình hiện tại chất đất ở đây là chất đất đen sỏi ha. Và nếu mà quý cô chú anh chị có nhu cầu muốn mua đất là làm nhà ở hoặc mua để đầu tư thì em thấy là lô này khá là thích hợp luôn quý cô chú anh chị ha. Đất của mình ở đây thì không có vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không có mồ mả gì ở trên đất hết quý cô chú anh chị. Nói chung là đất mình hoàn toàn là đất sạch luôn ha. Nói chung sổ của mình cũng khá là đẹp luôn. Và trục chính của trung tâm thương mại mà giá chỉ có 715 triệu thì em thấy là giá này thì khá là rẻ đó quý cô chú anh chị ha. Nếu mà quý cô chú anh chị thấy phù hợp tài chính của mình thì đừng bỏ lỡ cái video ngày hôm nay em quay nha.
Lô đất của mình thì thuộc hướng Tây nha quý cô chú anh chị, hướng chính Tây luôn ha. Đây là cái phía sau này là cái ranh sau. Đây, có mấy cái cọc ngang này quý cô chú anh chị ha. Đây là cái ranh sau cùng của mình đó quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là em quay bao quát cho quý cô chú anh chị xem rồi ha. Đây, đất của mình là khá là bằng phẳng và đẹp luôn. Và nếu mà từ vị trí của em đang đứng đây ha, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng là 158 km thì quý cô chú anh chị. Và di chuyển về Bình Dương là khoảng 100 km ha. Và di chuyển về Đồng Xoài là 71 km. Thì cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị mình đang ở đâu nữa ha. Thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi là thông tin sổ sách, hình ảnh, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Và nếu mà quý cô chú anh chị có yêu thích cái video này thì nhớ cho em một nút like ha, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Và em sẽ nói lại thông tin cho quý cô chú anh chị một lần nữa ha. Lô đất của mình thì tọa lạc tại ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và có diện tích là 10,5m, dài một cạnh 42m, một cạnh là 44m và hậu là 10,6m và có sẵn 100 thổ cư luôn nha quý cô chú anh chị. Và tổng là 425,1m2 ha. Và chủ gửi em bán lô đất này chỉ với giá là 715 triệu bao sổ sách cho mình luôn. Thì em cũng quay là từ ngoài đường quốc lộ vào trong lô đất cho mình. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy là đất của mình thì cũng khá là gần đường quốc lộ ha. Dân cư hai bên đường khá là đông đúc luôn. Và trục này là gọi là trục chính nữa. Mà với giá 715 triệu thì em thấy khá là rẻ đó quý cô chú anh chị ha. Và em cũng quay toàn bộ lô đất và con đường đi, nhà cửa dân cư xung quanh cho quý cô chú anh chị và cũng đã đưa thông tin đầy đủ rồi ha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có muốn lên xem đất thì nhớ là báo cho em trước một ngày ha. Số điện thoại em có ghi trên video, hoặc là có thắc mắc gì hoặc là có muốn góp ý gì thì nhớ là để lại bình luận trên kênh của em nha quý cô chú anh chị. Và chắc đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị ha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.